Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha các bạn. Ôi, tự nhiên trên đầu mình có khá là nhiều em chim bay nè. Ô, quá chừng chim luôn các bạn ơi. Xịn xò vãi chưởng ạ. Thì một vài bạn á đã thấy cái shader của mình á nó khá là chói mắt, nên là kể từ Pixelmon tập ngày hôm nay trở về sau, mình sẽ tiến hành tắt luôn shader nha các bạn. Nói chung cái việc tắt shader đi nó cũng giúp mình một vài cái việc, đó chính là xác định được cái mặt trăng nó tròn hay là nó khuyết nha các bạn. Cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới việc xuất hiện Darkrai cũng như là Legendary Resilia nha. Và có bạn đã hỏi mình là sử dụng cái lệnh Time Gory Daytime nó ra cái số như thế này thì làm sao biết nó là thời điểm ban ngày, buổi trưa, buổi sáng hay là hoàng hôn hay là bình minh. Cái đó thì các bạn cứ lên wiki của Pixelmon á, các bạn search là spawn time thì sẽ xác định được cái mốc thời gian đó nha các bạn. Và một vài bạn rất là tốt luôn đó, có chỉ cho mình là nên sử dụng cái lệnh chest spawn legendary để mà xác định được còn bao nhiêu phút nữa thì sẽ có cái em legendary xuất hiện nha. Rất là hay luôn, để mình thử sử dụng tại đây nha các bạn. Chest spawn legendary. Còn 9 phút nữa tại cái chỗ mình đứng nè, với lại những cái khu vực quanh đây thì nó sẽ chỉ spawn được một em legendary, đó chính là Thunderous. Và cơ hội xuất hiện của nó là 30%. Wow, đúng là cái Pixelmon Reforged này nó làm mình rất là try hard luôn. Khó xuất hiện vãi chưởng ạ. Để mình đi qua cái chỗ nước này coi nó xuất hiện con gì nha các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng lại nè. 50% là Azil và 50% là Thunderous nha. Các bạn thấy chưa? Hay vãi ha. Rồi để mình vô trong rừng này như thế nào đây. 100% là Virizon. Rất là hay luôn. Đó, các bạn có thể xác định được cái vị trí các bạn đứng sẽ xuất hiện được cái em Legendary nào nha. Và còn mấy phút nè. 9 phút nha các bạn. 9 phút nữa thì nó sẽ có một cái sự kiện, đó chính là xuất hiện Legendary. Với xác suất là 30%. Nếu không có thì nó sẽ tự reset cái mốc thời gian này lại. Nói chung là cũng tùy nhân phẩm thôi. Và tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi thu thập huy hiệu của hội quán hệ cỏ nha các bạn. Ở đây mình có 3 loại huy hiệu mà chúng ta có thể thu thập được từ cái hội quán hệ cỏ này. Đó chính là Forest Badge, Rainbow Badge và Plant Badge. Để coi mình đã có được cái loại huy hiệu nào rồi. Ở đây hình như mình đã có được Plant Badge rồi các bạn ơi. Nói chung cũng xịn xò đó. Rồi, Plant Badge thì mình sẽ cất nó vào cái hộp đựng huy hiệu màu trắng này luôn. Được một cái rồi nè. Còn hai cái nữa thôi là Rainbow Badge và Forest Badge nha các bạn. Tập hôm nay ráng tìm luôn. Cái này hình như là Forest Badge thì phải, rất là hay luôn. Ui quá hên các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đi vào đánh luôn nha. Các bạn có nghe thấy không? Cái tiếng nhạc. Hay vậy. Nghe cái tưng lên một cái nè. Xịn vãi chữ ngang. Và đây là cái ông giới thiệu của cái hội quán hệ cỏ này nha các bạn. Ngon lành. Ở đây hình như chúng ta không có đường đi, thì mình sẽ đi xuống bằng cái đường này nha. Có một cái ngôi đền bằng thạch anh. Có cái cầu thang đi xuống nè. Xuống luôn. Và đây chính là đội hình Pokemon mà mình sử dụng cho hội quán hệ cỏ ngày hôm nay. Mình sử dụng hệ lửa, hệ bay cũng như là hệ bọ nha, để mà khắc chế cái hệ cỏ. Ngoài ra mình cũng đem theo cái em Lunala để mà cho nó cùng lên cấp luôn nha. Em này đã đạt được cấp 98 rồi đó các bạn. Xịn chưa. Rồi, để mình sử dụng NT ra đầu nha. Thách đấu luôn nè. Gặp được Chetno hả? Đây là một trong những con Pokemon khởi đầu nè các bạn ơi. Tiến hóa cấp 3 của Chespin. Thiên về phòng thủ đó các bạn. Hình như con này nó cùng bộ ba với lại cái con Earth Ninja của mình thì phải. Để mình xài chiêu Eruption luôn nha. Mày nè. Chết luôn. Có một con thôi. Hay vậy. Chỗ này có mấy cái cục đá phát sáng hả? Tới đây thì mình có được hai cái đường đi. Chắc mình sẽ đi về cái hướng trước mặt nha các bạn. Tangela. Con này thì các bạn có thể bắt nó trong rừng nè. Mình vẫn tiếp tục xài Eruption luôn nha.
Chiêu này á, nó dựa theo máu của con NT của mình. NT đầy máu thì eruption càng mạnh nha các bạn. Sếp Tile. Ui, nó có nội tại một máu nè, và đánh mình cũng rất là đau luôn. Để mình xài Blem chạc nha các bạn. Ui, nó đánh mình cơ. Hên quá, NT của mình cũng còn một máu luôn. Để mình xài chiêu Z luôn đi. Ôi, không được rồi. Chưa gì mà NT đã hẹo rồi các bạn ơi. Để mình chuyển qua Ashes và xài trước mình nha. Đây là trước mình mang hệ lửa nha các bạn. Đây, Ashes hệ lửa luôn. Rất là đã. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi qua với cái trainer bên này nha. Vẫn là Ashes các bạn ơi. Và lần này chúng ta gặp Pokemon gì đây? Đây là Roselia nha các bạn. Ui, đây là cái bông hoa hồng thì phải. Mình vẫn tiếp tục xài chức mình thôi. Hí hí. Chết queo. Có một con Pokemon nè. Lần sau bớt thách đấu tôi đi nha. Và qua bên này thì chúng ta được dẫn tới một cái căn phòng gì đó. Trồng rất là nhiều Apricorn luôn. Và ở đây có mấy cái Mod Rock nè, dùng để tiến hóa EV đó các bạn ơi. Hai cục luôn. Và trên đầu mình toàn là đá phát sáng thôi nè. Quá là xịn luôn hen. Thôi để mình đi ra thôi. Để mình coi thử. Từ vị trí của trainer này mình đi thẳng có gì không nhen. Ôi, hình như là một cái hang động thì phải. Rất là nhiều tơ nhện cũng như là dây leo luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình chưa thích đấu một cái trainer dưới đây nữa, nên mình sẽ đấu với ổng luôn. Venusaur. Wow. Chức mình nó nha các bạn. Có một con Pokemon thôi. Có vẻ như là chúng ta đã hết trainer rồi nè. Wow. Vậy thì mình sẽ đi theo cái hang động này, coi thử nó có đường lên không nha. Rất là nhiều tơ nhện cũng như là dây leo ở đây luôn. Wow, có đường lên nữa các bạn ơi. Chúng ta sẽ đu dây leo lên nè. Lên. Ui, và bây giờ mình sẽ tiến hành giải mã mê cung. Thì mình sẽ đi theo cái đường này thôi. Đó, mình sẽ áp sát vách tường để mà đi thôi nha các bạn. Rồi, ra rồi nè. Hay chưa, xịn chưa. Rồi, để mình đi thách đấu với chủ hội quán hệ cỏ luôn nha các bạn. Rồi, mình sẽ xài 5 em Pokemon thôi. Chấp một con luôn đó. Ashes ra trận đầu tiên nè. Ui, các bạn có để ý không? Redstone người ta đi ở đây nè. Cũng hay chứ bộ ha. Wow, đi Redstone khá là khéo các bạn à. Quay trở lại với chủ hội quán thôi các bạn ơi. Đây là Ludicolo. Wow, bé lá sen. Trên đầu có một cái lá sen nè. Hình như nó phát triển thành một cái búp sen luôn thì phải. Hay vậy. Mình sẽ vẫn tiếp tục xài trước mình thôi. Trước mình nó còn 7 lần sử dụng lượng. Chức mình nè. Hình như con này cũng có mang hệ nước các bạn ơi. Không ổn rồi. Chắc mình sẽ chuyển qua Caesar vậy. Mang hệ nước hả? Nó đánh đau quá vậy. Để mình mega lên luôn nha. Xài chiêu cây kéo chữ X nè. Mega lên. Nhìn cho nó ngầu các bạn à. Xịn chưa. Một khúc máu luôn. Vitribel. Vẫn tiếp tục xài ít Caesar thôi nha các bạn. Ôi, nó không đánh được mình nè. Hên quá. Chết luôn. Hai Pokemon rồi. Rose Ray. Đây là hiệp sĩ bông hả? Các bạn nhìn cái áo tròn nè. Áo tròn bằng lá các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Và những cái đèn phát sáng á, nó đã tự động kích hoạt luôn nè. Wow. Có vẻ như là trời tối thì tụi nó sẽ tự bật sáng lên nha các bạn. Đó là xài cảm biến á. Ui, hay vậy. Ui, mãi liên thiên thì cái em Caesar của mình đã hẹo luôn rồi. Để mình xài Hurricane nha. Chết luôn. Abomasno hả? Con này mà xài hệ lửa một phát thì đảm bảo critical sát thương luôn. Đó, các bạn thấy không? Đã vậy. Mình sẽ xài tuyệt kỹ Z nha. Paraset nè. Và chúng ta đã giành được chiến thắng trước chủ hội quán hệ cỏ rồi nha các bạn. Được cái Forest Bed nè. Và một skill nữa là Ragnot. Ngon lành. Ui, Melotan xuất hiện. Các bạn thấy chưa?
Xịn chứ. Tên là bọt ra cái rap game. Bạn đi kiếm em Meloetta thôi các bạn ơi. Meloetta đâu rồi? Hình như đúng theo những gì chúng ta dự kiến, sau 9 phút thì nó đã xuất hiện Pokemon hiện thoại rồi các bạn ơi. Lần này là Meloetta. Rất là hên luôn. Em Meloetta này thì mới có cấp 50 thôi. Chúng ta sẽ sử dụng Fawn Whip nha, để đánh nó xuống còn một máu. Nó vẫn còn khá nhiều máu nè. Fawn Whip một phát nữa nha các bạn. Cho mày còn một máu đi. Rồi, mình sẽ xài cái quả Whip Ball trước nha. Whipper nè. Ui, không chịu khuất phục rồi. Thế thì mình sẽ chuyển qua vài quả Dust Ball đi các bạn ơi. Trời nó cũng đang tối, nhưng mà phải độ cao dưới 60 thì Dust Ball mới có hiệu quả thật sự lận. Ôi, và lần này yes, chỉ hai quả bóng mà chúng ta đã bắt được Meloetta rồi nè. Wow, xịn chứ các bạn. Quá đã luôn. Sẵn tiện thì mình sẽ xóa cái vị trí của cái Rat Game này luôn nha. Remove nó đi. Mình cũng sẽ cất cái huy hiệu này vào cái hộp đựng luôn. Đây rồi. Thế là chúng ta đã có được hai cái huy hiệu rồi nè. Plant Badge và Forest Badge nha các bạn. Chỉ còn một cái nữa là Rainbow Badge thôi. Huy hiệu cầu vòng các bạn ơi. Sẵn tiện mình sẽ cất cái Red Knot này vào trong đây luôn. Để mình lôi em Meloetta ra coi thử nào. Wow, cấp 50 các bạn à. Em Meloetta của tôi để đâu rồi? À đây các bạn ơi. Đây là Meloetta của chúng ta nè. Wow, còn một máu luôn. Sẵn thì mình sẽ Pokéheal. Đây, Chest Ball Legendary. Các bạn thấy không? Vùng này sẽ chỉ xuất hiện một con Meloetta thôi. Cơ hội là 30%. Và 22 phút nữa sẽ có một huyền thoại xuất hiện nữa các bạn ơi. Hên quá. 30% mà chúng ta may mắn gặp được là quá may luôn rồi đó. Để mình coi thử coi. 776 Pokemon. Trời ơi. Và đã đạt được bao nhiêu phần trăm Pokédex rồi? Vẫn là 95% anh em à. Rồi, cùng ngắm Meloetta một xíu thôi nào. Meloetta, nếu các bạn mà theo dõi mình từ những channel đầu tiên thì các bạn cũng biết cái con này nó gắn bó với mình như thế nào nè. Và đây là cái hình ảnh đổi mới của nó các bạn à. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Để mình coi thử kích thước của nó nha. Đâu rồi, kích thước nguyên mẫu. Wow. Và nó bị trừ Special Attack, tức là tấn công đặc biệt đó các bạn ơi, nhưng mà lại cộng phòng thủ. Wow, cũng được thôi. Nó thuộc hệ thường cũng như là hệ tâm linh nha. Con này á thì nó sẽ có hai hình dạng nha các bạn. Muốn lên cái hình dạng thứ hai thì chúng ta phải tìm Mututor và học Relic Song nha. Lại phải tìm cái ông học kỹ năng thôi. Và học cái chiêu có tên là Relic Song. Đó. Cái Meloetta này á đeo một cái micro cũng như là một cái headphone luôn thì phải. Wow, rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Ôi ôi. Chơi Ekute xíu. Và đây là cái hội quán hệ cỏ tiếp theo mà mình đã tìm thấy luôn nha các bạn. Ôi, và cũng thật là may mắn luôn khi nó trước cái Rainbow Bed nè. Ồ, cái hiệu cầu vòng anh em ạ. Rất là xịn luôn. Ôi, đỡ phải đi đâu xa xôi. Vào thách đấu luôn. Rồi, xuống đây thôi các bạn ơi. Cái đền thạch anh. Chúng ta lại cho NT ra trước nữa nè. Cho ra trước. Ôi, lần này là gặp Roray các bạn à. Đây, ẻm đây nè. Wow, em hiệp sĩ hoa. Để mình xài Eruption nha. Ồ, cái em này không biết có dứt được nó hay không nữa. Paraset, hên quá dứt được nó rồi các bạn ơi. Ồ, Exeggutor. Hình như đây là cái cây cọ hay là cây dừa đó các bạn à. Wow, mình nhớ mỗi cái hình dạng Alolan của nó à. Là mấy cái đầu nó rất là cao luôn. Trời, cái hình dạng thường của nó nè. Nhìn lùng vẫy chưởng ạ. Exeggutor nè. Chết lớn. Wow, ngon chưa. Để mình tắt cái thông báo boss này đi nha. Cái thông báo boss đó nó sẽ che cái thông báo của Legendary. Nếu các bạn cảm thấy không có cần thiết á thì nên tắt đi. Đó, tại vì nếu mà có một em Legendary xuất hiện mà lỡ có một cái con boss nó cũng xuất hiện luôn thì cái em Legendary đó nó sẽ biến mất trên game sắt nha các bạn. Rồi, đi tiếp nào. Wow. À, cắt tên. Đây là xương rồng hả các bạn? Wow,
Đúng rồi, cái cây xương rồng nè. Ui, nhìn dễ thương vậy. Dễ thương thì dễ thương chứ tôi cũng phải đánh cho ngất xỉu luôn. Các tên nè. Wow, con này là Torbiot này các bạn ơi. Con này nó hay xuất hiện tại cái vùng jungle đó. Nó hay bay tùm lum nè. Dứt mày luôn nha. Wow, ngon lành liền. Wow, và em Lunala của mình đã đạt được cấp 99 rồi các bạn ha. Để mình đi tiếp coi. Ôi, đi bên đó không được. Đi bên này. Bên kia cái đường nó bị chặn lại rồi các bạn ơi. Zoom blip. Dứt mày luôn. Eruption nó. Ui, lại gặp cái em Rose Rain này nữa nè. Và cái chiêu Eruption của mình chỉ xài được có 5 lần thôi. Tiếc quá hả? Eruption. Ôi, chưa chết được nó. Rồi, vậy nó đánh mình kìa. Đánh gì dữ vậy? Ui, lần này gặp cái con khác các bạn à. Đây là Roselia. Hình như là cấp thấp hơn của Roserade thì phải. Xài tuyệt chiêu Z luôn nha. Cho mày chết nè. Quá ngon lành. Rồi giờ mình sẽ đi vô cái phòng này coi thử nó có gì khác không nha. Ui, nó cũng không có gì khác lắm các bạn à. Cái kết cấu nó vẫn như vậy thôi. Thôi vậy thì đi ra. Không có gì khác thì thôi. Ồ, Pelosum. Wow. Đâu rồi? Pelosum. Pelosum. Đây nè. Tính trốn ở đâu hả? Mình sẽ xài Sacrifice luôn nha. Chết luôn. Ồ, gặp Ludicolo rồi. Mình sẽ chuyển qua Scissor nha bạn. Con này nó vừa mang hệ lá và vừa mang hệ nước nữa. Nên mình sẽ xài hệ bọ cho nó chắc. Ui mà nó đánh mình kìa. Ui nó. Nó xài chiêu nước nóng hay sao á. Làm cái con Scissor của mình bị cháy luôn. Để mình Mega lên cái đã. Trời ơi. Chưa gì đã cháy con Scissor của tôi rồi. Dám cho cháy Scissor của tôi hả? Dứt mày nè. Chưa chết được nó các bạn ơi. Wow. Nó hút máu của mình nữa. Dữ tợn chưa. Fury Cutter. Chết luôn. Ôi gặp con gì đây? Liveny. Ô hình như con này cũng là model cũ thì phải các bạn ơi. Đây là linh vật của hội quán hệ bọ cũng như là hệ cỏ nè. Nhưng mà đáng tiếc rồi. Mày sẽ phải bị ngất đi. Ui. Nó giết mình chết queo luôn. Để mình cho Lunala xài Moon Gate Beam nha các bạn. Chết đi. Whimsicott. Whimsicott cũng chết luôn. Ôi con gì bự quá vậy. À con hồi nãy đó các bạn ơi. Cái con Exeggutor. Nó bự vãi chưởng à. Mình sẽ xài Moon Gate Beam luôn nha. Exeggutor. Wow, Lunala của mình vẫn chưa lên cấp luôn. Ôi, đạt được nửa ống kinh nghiệm của cấp 99 rồi. Ngon đó. Rồi để mình đi tiếp nha các bạn. Chúng ta lại từ cái hang này và đu di leo lên nè. Đó. Đâu rồi? Giải mã cái mê cung này thì nó rất là dễ thôi bạn ơi. Chỉ cần đi đúng một bên như thế này thôi. Đó, này nó sẽ ra thôi các bạn à. Và đây chúng ta lại gặp ông chủ hội quán hệt cỏ nữa rồi. Lần này mình sẽ cho Sonic ra thách đấu trước nha. Ồ, gặp Flip Feon nè các bạn ơi. Đây là con Eevee hệ lá nè. Ui, nhìn đẹp vậy. Flip Feon. Lâu lắm rồi mình mới gặp lại những cái con đó đó. Vitribel. Ui, cái cây nắp ấm hả? Nó có nội tại một máu cơ. Để mình dùng chiêu Hyper Beam. Chơi nó luôn nha. Wow. Sceptile. Ôi, cái con này nhắc lại nó đau khổ. Hồi trước á mình tìm nó cực kỳ khó luôn các bạn ơi. Nó xuất hiện ở cái vùng jungle đó, khó vãi cả chưởng à. Nhưng mà không sao, cuối cùng mình cũng đã có được. Ôi, Paraset. Lại gặp mày. Chết queo luôn. Wow, ông này kiếm đâu ra mấy con Tropius mà nó nhỏ xíu vậy ta? Thường thường mấy con này nó bự lắm nè các bạn. Thôi, bự nhỏ gì chúng ta cũng phải đánh cho ngất luôn đi nha. Cho biết nè. Và chúng ta đã giành được chiến thắng rồi nè. Huy hiệu cầu vồng cuối cùng đã về tay mình rồi. Đó, đủ bộ ba huy hiệu của hội quán hệ cỏ luôn nha. Và đây, huy hiệu cây, huy hiệu rừng và huy hiệu cầu vồng. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đi ra thôi. Đã xong xuôi công chuyện ở tại cái hội quán này rồi nè. Bye bye. Bye bye ông nha. Rồi, đi thôi nè các bạn ơi. Ô, gặp được cái con Swanna nè.
Ngon lành vậy. À nãy giờ mình tắt con boss hàng chi không thấy con boss nào hết. Hình như là không có rồi đó các bạn à. Wow, gặp được Mu Tutor nhưng mà không có chiêu mà Melota cần rồi. Thôi kệ đi, mình sẽ cố gắng tìm thêm một Mu Tutor nữa nha. Wow, cái chiêu release song đó nó rất là đã luôn. Có thể chuyển hóa cái Melota qua cái dạng khác nữa các bạn ơi. Ôi, ổng là trainer và ổng cấp 100 luôn các bạn ơi. Kinh khủng. Cấp 100 thì nói chung cũng khá là may mắn. Chúng ta có thể dùng ông này để mà luyện cấp cho cái dàn Pokemon của mình. Nhìn Ultra Nigroma nó có xịn sò không? Nó có ngầu lòi các bạn. Lydas burn the guy. Wow, nội tại một máu vẫn trụ được. Kinh khủng hen. Kinh khủng như tui nè. Moon Gaze Beam. Còn chấm máu thôi. Lyren. Wow, hình như nãy giờ đánh á có rất là nhiều Pokemon của mình lên cấp đó các bạn ơi. Đã vãi chưởng ha. Magnet Mai nè. Chiêu này đã hết số lần sử dụng rồi. Mình sẽ chuyển qua Photon Geyser nha các bạn. Chết luôn. Đã vãi. Ôi, trên đây còn một ông nữa nè. Đây là trainer cấp 69 thôi. Ôi, và dưới kia hình như cái gì đây? Mu Tutor thì phải. Ồ, đây là Mu Tutor. Có Relic Sun không? Ui, có 1000 euro. Wow, 1000 mũi tên. Hay vậy. Và dưới này. Ôi, lại là một Mu Tutor khác nữa các bạn. Sao Mu Tutor xuất hiện nhiều dữ vậy? Mu Tutor có Relic Sun không? Có Meteor Smart nè. Wow, không có Relic Sun rồi. Land Crash. Wow, những kiểu xịn sò không hen. Gặp được hai ông Mu Tutor lương mà không có Relic Sun các bạn ơi. Ôi đây. Ôi Mu Tutor nữa. Ủa cái gì? Cái gì mà đông vậy? Relic Sun, Relic Sun có không? Fury Attack. Agility Twister. Ôi không có Relic Sun rồi các bạn ơi. Ôi đây là gì nữa đây? À trainer. Tưởng gặp Mu Tutor nữa chứ. Ba Mu Tutor một chỗ luôn. Wow. Ủa cái con Hitmonchan chỗ mình nè các bạn. Hitmonchan đó. Đây là một trong đại gia đình Hitmon đó. Hitmonchan, Hitmonlee và Hitmontop các bạn. Rất là hay luôn. Lydas burn the guy. Chết luôn. Moongit Beam. Chết luôn. Moongit Beam phát nữa. Trời ơi, mấy con này nó không trụ nổi một đòn của mình rồi. Ui, phía trước kia có một cái ông trainer hay cái gì đó các bạn ơi. Để mình đánh xong cái ông này đi. Đây, phía bên này nè. Trainer hay là Mu Tutor đây? Nảy ra cơi. Charmander xuất hiện nữa các bạn. Siêu dễ thương luôn. Ui, Mu Tutor. Có Relic Sun không? Void Tackle. Không có Relic Sun rồi các bạn à. Ui nó cũng khá là hiếm đó ha. Kiểu như cũng hiếm ngang Secret Shore và Dragon Essence đó các bạn à. Toàn là những chiêu hiếm thôi. Trên này có một con boss nè các bạn. Đây là Hitmonchan. Chúng ta sẽ lên và đánh cho nó xỉu luôn nha. Ok, Hitmonchan nè. Mình sẽ lên Ultra Nigroma cho nó ngầu lòi cái đã. Đó. Mặc dù khi lên cái hình dạng này nó hơi bị mất thời gian một xíu á các bạn. Lâu vãi chưởng ạ. Rồi, đánh nó cũng chưa tới nửa cây, chắc phải 3 hit thì cái con. Ôi, mình cứ tưởng là 3 hit đấy chứ. Tưởng 3 hit nó mới xỉu được, ai dè có 2 hit thôi. Bên đây hình như có một ông shopkeeper thì phải. Ôi, và Move Relander các bạn à. Wow, lâu lắm rồi mình mới gặp lại ổng đó các bạn. Ồ, ông này không phải shopkeeper mà là Mu Tutor. Để mình coi thử có Relic Sun hay không. Hình như không có Relic Sun rồi các bạn ơi. Wow, không có thì thôi. Chúng ta sẽ đi qua ông Mu Relander đi nha các bạn. Ôi, lâu lắm rồi mình mới gặp lại ổng đó. Rồi, để mình nhốt ổng xuống dưới này nha các bạn. Cho ổng không có đi đâu được. Và chúng ta sẽ tiến hành học lại các chiêu cho em Heatran nè, em Lugia, cũng như là em Meloetta mình vừa mới bắt nha.
Ôi, quá xịn luôn. Vừa bắt được Pokemon hiền ảo, Pokemon hiền thoại. Bây giờ lại có được cái ông học lại skill nữa thì quá là tuyệt vời. Mình sẽ tiến hành học nhanh luôn nha các bạn. Hiện tại mình đã học xong các skill cho Lucia, Heatran và Meloetta nha các bạn. Đây, đây là các kỹ năng của tụi nó sau khi đã học xong rồi nè. Xịn sò liền. Và đây là phần của Heatran nha các bạn. Wow. Đây là Meloetta. Mình có học thêm cái chiêu sinh nữa. Chiêu này dùng để ru ngủ nữa các bạn. Đó. Ngoài ra còn có Wake Up Slap nữa. Chiêu này là chiêu hệ Fighting. Để khi mà Meloetta nó đổi hình dạng á, thì chúng ta đỡ phải tìm lại cái ông Mariner mà học nữa. Ngoài ra thì mình cũng có học thêm Psy Beam cho nó nữa. Ngon lành. Ôi, mua tutor. Mình cứ tưởng là trainer các bạn à. Ông này có Relixion. Cuối cùng cũng tìm được rồi các bạn ơi. Sẵn tiện thì mình sẽ lấy luôn 5 cái viên kim cương ra nha. Ây da, 5 viên mới đúng. Và lấy luôn cái con Meloetta ra luôn nè. Đây, Meloetta của chúng ta nha các bạn. Relixion. Trời ơi. Sau bao nhiêu cực khổ cuối cùng cũng gặp được. Và có cả cái chiêu sinh nữa nè. Thôi mình sẽ học Relixion trước nha. Và chúng ta sẽ thay cái chiêu round này nha các bạn. Ok, xịn liền. Thách đấu nó để mà chuyển đổi cái hình dạng cho Meloetta nha các bạn. Rồi, chuyển qua Meloetta nè. Mình sẽ xài cái chiêu Relixion này nha. Đó, xài xong thì Pokemon mình sẽ chuyển sang cái hình dạng này nha các bạn. Wow, rất là đã luôn, đẹp quá chưởng ạ. Wake up slap mày nè, chết luôn. Rồi, tập ngày hôm nay quá may mắn luôn các bạn ơi. Đây, Meloetta, Area Firm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay thì mình đã có thu thập ba cái huy hiệu của hội quán hệ cỏ rồi nè. Và rất là may mắn luôn khi mà các em Pokemon huyền ảo Meloetta đã xuất hiện và mình còn học được cho nó cái chiêu Relixion để mà chuyển nó thành cái dạng Pered Firm rồi nha các bạn. Quá là xịn luôn. Trời, không ngờ tập ngày hôm nay là tập chuyên về Meloetta luôn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Ngoài ra nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Các bạn thích Meloetta ở dạng nào nhất thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.